Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên, thì hiện tại là em đang ở khu phố 1, phường 10 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một căn nhà nét nha. Thì nhà của mình nó sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng 3,5 m này luôn và là đường thông luôn ha. Xe ô tô 16 chỗ là anh chị mình có thể vô được luôn nha. Và cái hướng này nè thì anh chị mình đi khoảng 400 m thôi là mình sẽ ra đường quốc lộ 60 nha. Còn cái hướng ngược lại thì cũng là một cái hướng đường thông luôn, anh chị có thể ra quốc lộ 60 là vẫn được luôn ha. Thì đây là cái căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Nhà của mình thì có diện tích bề ngang là 4,5 m và chiều sâu vô là khoảng 20 m nha. Trong đó là nhà hiện tại là đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 890 triệu ha. Giá cả thì anh chị mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn nha. Bề ngang 4,5 m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái vị trí cây trụ cột ở đây ha anh chị. Mình sẽ đo dài qua tới cái mí ở đây. Đó là bề ngang 4,5 m ha. Còn chiều sâu vô á, hết đất luôn á là 20. Đây em sẽ dẫn anh chị mình đi vô xem ha. Cái này nói chung thì cũng giống như một căn nhà nát thôi anh chị. Nếu như mà anh chị mình muốn sửa sang lại mình ở hoặc là mình sửa lại mình cho thuê thì vẫn được luôn. Còn không thì anh chị mình có thể đặt bỏ luôn và mình coi như là mình sẽ mua đất không, và sau đó là anh chị mình sẽ xây một căn nhà khác lên là vẫn được luôn ha. Thì cái này em thấy là nền bọng đồ cũng rất là kiên cố luôn à, nhưng mà do cũng lâu rồi cho nên là nó bị xuống cấp ha anh chị. Màu nó cũng cũ, nó cũng xuống rồi đó. Cho nên về nếu như mà anh chị mình thích thì mình có thể sửa lại. Còn không thì anh chị có thể đập bỏ luôn để mình xây một căn khác cho nó hoàn thiện hơn ha. À, ở đây là mình sẽ gần cụm khu công nghiệp Trung An nữa nha anh chị. Cho nên là ở đây mà anh chị mình cho thuê nhà nguyên căn là em thấy cũng khá là ổn luôn á. Từ vị trí nhà mình ở đây mà anh chị mình đi chợ, trường học, ủy ban cũng khá là gần luôn. Xung quanh đây thì dân cư cũng đông đúc nữa ha. Nhà thì được 2 phòng ngủ nè, có một nhà vệ sinh và một căn nhà bếp ở phía sau luôn. Rồi ở phía sau của mình thì cũng sẽ còn một cái khoảng trống nữa ha anh chị. Đây, sát bên là mình sẽ cặp một cái con kênh thoát nước luôn. Xung quanh là có dừa nước rất là nhiều luôn ha. Anh chị mình thích là mình xuống tới đây là mình chặt dừa nước mình uống được luôn ha. Ở đây là khu phố 1, phường 10 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Nhà thì nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng 3,5 m và là đường thông luôn. À, xung quanh đây thì dân cư rất là đông đúc luôn ha. Nhà thì có diện tích bề ngang là 4,5 m, chiều sâu vô là 20 m. Trong đó thì hiện tại là nhà chỉ là đất cây lâu năm thôi, chưa có lên hữu cư được. Và cái vị trí này thì em cũng có hỏi thử chủ là có lên hữu cư được hay không. Thì chủ nói là để về chủ hỏi lại. Rồi có gì nếu như mà anh chị nào mà có quan tâm á thì em sẽ dẫn anh chị mình đi xem trực tiếp luôn. Và sau đó là mình sẽ gặp chủ mình nói chuyện trực tiếp với chủ luôn cho nó dễ ha anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ mở định vị lên để cho anh chị mình xem nha. Thì nhà mình là sẽ nằm ở hướng Tây nha anh chị. À hướng Tây Bắc ha. Cái nút mà xanh xanh là vị trí em đang đứng ở nhà của mình đây. Thì anh chị mình đi ra chỉ có khoảng 400 đến 450 m là sẽ tới đường quốc lộ 60 nè. Anh chị mình rẽ trái là mình đi lên dòng xây ngã ba Trung luôn. Rồi mình sẽ đi về Sài Gòn. Còn anh chị rẽ phải xuống là mình sẽ vô trung tâm của thành phố Mỹ Tho nha. À, anh chị xem tính ra ở gần mình nè ha, xét ở bên đây là có siêu thị Go của Mỹ Tho nè, ở đây là có chợ đêm nè ha, đó rồi qua bên đây là cụm khu công nghiệp Trung An nè, rồi còn ở bên đây là bệnh viện đa khoa, ở đây là Vincom của thành phố Mỹ Tho luôn, ở đây là trung tâm của thành phố Mỹ Tho rồi nè ha. Rồi thì để em sẽ mở lên cho anh chị xem thử coi ở đây mình đi chợ thì sao ha. Gần mình là em thấy có khoảng 2-3 cái chợ nha anh chị. Thì thứ nhất là em thấy ở đây là chợ Bảo Định, chợ Đạo Thạnh nè. Hoặc là bên đây là có chợ Trung Lương luôn. Nhưng mà em thấy là chợ Bảo Định ở đây thì nó sẽ gần hơn. Từ đây mà anh chị đi qua đó chỉ có 800 m thôi. Đây anh chị xem nè, đi chỉ có 800 m thôi là mình sẽ tới chợ Bảo Định nha, chỉ có 2 phút thôi ha. À, sát bên đó thì có Thế Giới Di Động luôn nè ha anh chị, rồi những cái công ty nè ha, rồi có cây xăng ngân hàng nè ha, rồi siêu thị điện máy xanh nè, Bách Hóa Xanh nè, đó. Xong rồi em thấy là có rất là nhiều luôn, từ trường học đồ này kia là cũng có luôn, tiệm tạp hóa đồ luôn ha. Còn từ vị trí nhà của mình ở đây á, mà anh chị xung quanh mình đi trường học thì để em xem thử nha. Em
Em thấy xung quanh đây trường học cũng rất là nhiều luôn. Trường tiểu học Thái Xanh Hạnh nè, rồi trường trung học cơ sở Bảo Định nè ha. Rồi trường tiểu học Thiên Hậu Dương đồ nữa nè. Này anh chị xem, bên đây là có trường mầm non Sen Hồng nè, ở đây thì trường tiểu học Thái Xanh Hạnh nè, bên đây là trường trung học cơ sở Bảo Định nè ha. Đó, đây thì vô trong trung tâm thành phố Mỹ Tho rồi, thì có trường tiểu học Thiên Hậu Dương nè. Đó, rồi bên đây thì sẽ có một cái trường, đó là trường Đại học Tiền Giang luôn ha. Đó, rồi trường tiểu học Lê Quý Đôn nữa nè. Vậy là tính ra từ vị trí nhà của mình mà anh chị đi chợ hoặc là trường học ủy ban á, thì mình đi là tầm khoảng một cây số thôi thì sẽ tới trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 ha. Còn nếu như mà mình học trường cấp 3, trường cao đẳng hay là trường đại học á, thì mình có thể vô trung tâm thành phố Mỹ Tho. Trung bình anh chị mình đi là khoảng 3 cây số thôi ha. Thì ở đây là dân cư đông đúc nha anh chị. Còn từ vị trí nhà của mình ở đây mà anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh chị đi chỉ có 61 cây số thôi. Mình đi khoảng 1 tiếng 10 phút là anh chị về tới rồi ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha. À, để em xem thử coi từ ở đây mà anh chị đi qua tới cụm khu công nghiệp Trung An là bao xa ha. Bốn phẩy năm cây số thôi nha anh chị. Đây mình đi chỉ có 4,5 cây số thôi là anh chị sẽ tới ngay chỗ cụm khu công nghiệp Trung An rồi nè ha. Thì từ nhà mình ở đây là thuộc về khu phố 1, phường 10 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhà là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng 3,5 m là đường thông luôn. Xe ô tô là anh chị có thể vô tới chỗ luôn ha. Thì coi như nếu như mà anh chị mình thích đó, thì mình có thể sửa sang lại. Còn không thì coi như là anh chị có thể đập bỏ cái phần này. Coi như là mình chỉ mua một miếng đất thôi. Diện tích bề ngang là 4,5 m, chiều sâu vô là 20. Thì trong đó hiện tại chỉ là đất cây lâu năm thôi. Chủ kêu giá là 890 triệu. Giá cả thì anh chị mình cứ đi xem và mình sẽ gặp trực tiếp với chủ nhà luôn, anh chị mình sẽ thương lượng giá cả trực tiếp với chủ luôn ha. Rồi thì em cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em nha.